xa phía chưa nhẹ làn mây trôi, đàn chim vỗ cánh hướng mặt trời, và tôi bỗng thấy mình ở nơi đây y như giấc mơ tôi vẫn luôn mơ về. Chẳng phải xa hoa mà là mái ấm ngập tràn yên vui một cuộc sống mới. Hạnh phúc là khi được ở cạnh nhau. Bạn đọc thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta phải thường xuyên đối mặt với sự thất vọng, tuyệt vọng, sụp đổ, stress. Chúng ta sẽ cảm thấy thật đau khổ. Không ai muốn khổ đau, ai cũng muốn hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Có phải là có nhiều tiền hay một công việc lương cao, hoặc giữ một chức vụ mà ai cũng mơ ước? Khi đó các bạn có thật sự đang hạnh phúc hay vẫn đang tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc? Chương mục sách hay nên đọc hôm nay, Thư viện tỉnh Vĩnh Long xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Hạnh phúc thật gần của tác giả Thiện Từ, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa sáng tạo Trí Việt và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Thật khó để tìm kiếm một thứ gì đó nếu chúng ta không rõ nó là gì. Cầu vồng rất khó xuất hiện nếu không có một chút mưa. Thứ gì cũng có giá của nó, hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Chút khó khăn, thử thách là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng. Chút chờ đợi, hồi hộp, lo lắng là gia vị của hạnh phúc khi được gặp người mình yêu thương. Hạnh phúc sẽ không đến với chúng ta cho đến khi chúng ta quyết định chọn nó. Khó để định nghĩa hạnh phúc là gì, bởi niềm vui trong đời đều có những giới hạn. Hạnh phúc rất mong manh và dễ vỡ. Cái gì mang hạnh phúc đến cho ta thì cũng có thể mang nó đi khỏi ta. Quyển sách Hạnh phúc thật gần chia sẻ với các bạn về một điểm tựa tinh thần cho những người trẻ đang có những thắc mắc, đang gặp phải những lăn tăn, trăn trở trước cuộc sống. Quan trọng là từng có những vấp váp khi bước vào đời và đang đi tìm cho mình một điểm tựa. Nội dung quyển sách gồm 9 chương. Mỗi chương là một bài viết ngắn gọn như một comment trên Facebook. Không cần bạn bấm like hay share ngay, nhưng ít ra sẽ làm bạn chậm lại một nhịp, tĩnh lặng trong phút chốc và cân chỉnh lại thái độ trước đời sống nhấp nhổm, xáo trộn mà đôi khi bạn là nạn nhân lúc nào chẳng rõ. Rồi sau đó hãy mang trái tim đang lành lặn và tự chủ ấy mà tiếp tục sôi nổi, rộn ràng với đời. Hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta thôi, nhưng càng cố rượt đuổi nó, cố bắt lấy nó, chúng ta lại càng không thể chạm được nó. Chỉ cần chúng ta dừng và nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh. Có một chiếc chìa khóa nhỏ để mở cánh cửa hạnh phúc cuộc đời bạn đang nằm trong quyển Hạnh phúc thật gần. Các bạn hãy lật mở từng trang sách để tìm chiếc chìa khóa đó và mở toang cánh cửa để đón chào hạnh phúc cuộc đời của mỗi người.